Cuối cùng bác sĩ Hùng lại thắng. Tạm thời là như vậy. Chị em mình đi ăn trưa luôn cho vui. Dần cứ đi ăn trước, mình còn bận một chút. Anh không hân hạnh được mời ăn trưa sao? Miễn bình luận. Gọi điện thoại cho bồ thắng hả? Em thấy chị có vẻ yếu đuối thế nào á, lẽ ra phải để ổng thường xuyên gọi điện trước. À, chuyện gì mình cũng cứng rắn, nhưng mà không hiểu sao riêng chuyện này thì... Alo. Lại em quên nữa hả? Em quên đây. Chuyện gì đây? Anh còn giận em không? Em còn muốn gì nữa nào? Chúng mình đi ăn trưa ở chỗ cũ được không? Anh đang rất bận. Em đoán anh sẽ trả lời như vậy. Nhưng không sao. Anh không đi, em dẫn đến đó gọi hai suất cơm. Như những khi anh đến mà không có em. Cái đó thì tùy em. Chúc em ăn hết hai suất cơm. Em biết anh sẽ xử một cách đàn ông như vậy. Hôm nay em sẽ đưa anh đến một quán ăn tuyệt vời. Đến làm việc đã. Chào bác sĩ. Ủa, tôi tưởng ông về rồi. Hay là mắc thủ tục gì chưa về được? Cảm ơn bác sĩ. Xong hết rồi. Nhưng tôi còn chờ gặp ân nhân để cảm ơn và nói lời chào ổng. Ổng cứ nhất định đòi gặp cho được bác sĩ Thâm. Hai bác đến phòng chủ nhiệm khoa chưa? Tụi tôi tới rồi. Nhưng mấy bác sĩ nói ổng vừa đi đâu. Bởi vậy tụi tôi đành ở đây chờ ổng. Chào giờ nghỉ như thế này, không biết được ổng đi đâu, về lúc nào. Hay là hai bác cứ về nhà, tôi sẽ nói với bác sĩ Thanh tấm lòng của hai bác. Chứ bác còn yếu, chờ đợi không biết đến lúc nào. Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi cũng biết vậy. Nhưng ân nhân cứu mạng mình mà mình không gặp mặt chào một tiếng trước lúc ra về, cũng không ăn không ngủ được bác sĩ à. Thôi được, để tôi đi tìm bác sĩ Thanh cho bác. Cảm ơn bác sĩ. Hai cô có biết bác sĩ Thanh ở đâu không? Em thấy bác sĩ Thanh lên phòng khách bệnh viện. Hình như gặp bạn học cũ là bác sĩ Bách, Thứ trưởng Bộ Y tế, vừa từ Hà Nội vào. Chị cần, để em đi kêu cho. Cảm ơn. Tôi tự đi cũng được. Bề ngoài có bộ ngon mà đạo đức giả, toàn là ăn hớt một mình, không nhả ra cho người khác một cách. Bác sĩ Hùng á, tuy thô bạo nhưng có miếng ăn nào anh em trong khoa cũng có phần. Chị để ý những chuyện đó để làm gì? Không hiểu sao tôi vẫn không muốn tin bác sĩ Quanh lại là người như vậy. Sự thật rành rành, chị không tin cũng không được. Chị ơi, cho tôi phở. Thank you.
Cùng khoai với nhau, không lẽ ngồi ăn chung một bàn cũng miễn cưỡng sao? Cùng khoa, nhưng khác nhau một trời, một vực. Anh là bác sĩ đã thành danh, còn em chỉ là bác sĩ thực tập, tự nguyện không ăn lương. Luôn luôn được nhắc nhở, chớ quên mình là ai. Đó không phải là nhắc nhở phân biệt đẳng cấp, mà lời khuyên và luật ứng xử. Thường các bác sĩ mới ra trường như em hay thiếu kinh nghiệm. Bởi vậy, em luôn luôn ghi nhận đầy đủ lời dạy của anh. Câu đáng nhớ nhất là miễn bình luận, phải không? Tốt thôi, miễn bình luận. Mời anh chị. Mời chị. Anh đi chợ đi, cứ gọi thoải mái. Anh thích nhất món? Em đoán anh sẽ trả lời như vậy. Nhưng không sao, anh không đi, em vẫn đến đó gọi hai suất cơm. Nhưng những khi anh đến mà không có em, anh sợ toàn món ăn mắc em không đủ tiền trả hay sao mà ngẩn người ra vậy? Nếu anh ngại để em gọi cho. Ngàn lần xin lỗi em, anh có việc quan trọng. Anh đã hẹn làm việc trưa nay với tổng giám đốc mà quên mất. Thông cảm cho anh nghe. Chứ không phải bất chợt thấy tiếc chị bầu già hả? 100 lần không. Anh đi nghe. Dạ thưa chị đã chọn món gì rồi ạ? Ở đây có gì ngon nhất, mắc nhất đem ra đây. Ca mổ bệnh nhân nha lúc sáng, chứng tỏ tay nghề tuyệt chiêu bất ngờ của bác sĩ Oanh. Nhưng em thấy là anh triệt để thực hiện nguyên tắc giết người khác là giết người khác. Em cứ nghĩ đây là ca đơn giản. Chính chị Oanh nói phải theo dõi sau 3 ngày mới đánh giá được kết quả. Đó là nguyên tắc chung. Còn theo kinh nghiệm, chỉ cần nhìn hành trình giải phẫu của bác sĩ, anh cũng có thể biết đến 99% kết quả. Vậy thì em không biết anh là người thế nào nữa. Lẽ ra anh phải chúc mừng chị Oanh. Anh kể chuyện này để nói với em một nguyên tắc sống, một kinh nghiệm vàng. Việc người khác, dù mình biết 10-10, cũng miễn bình luận, không khen, không chê. Vậy là sống thủ đoạn à? Anh gọi là phép ứng xử, còn em gọi đó là thủ đoạn. Thậm chí là tội ác cũng không sao. Em nghe anh hay không thì tùy. Đúng là miễn bình luận. Em ăn cơm ra cho anh được chưa ạ? Chờ thêm chút nữa. Dạ. Tìm ai vậy bác sĩ? Tôi tìm bác sĩ Thanh. Bà giám đốc vừa đưa khách đi ăn trưa, bác sĩ Thanh cũng đi luôn rồi. Cảm ơn chị. Chuyện gì đó cô Oanh? Ông Lý Hán ra viện, cứ nhất định chờ anh để nói lời cảm ơn. Tôi đã ký giảm viện phí cho ông từ sáng, sao giờ ông còn ở đây? Không còn vướng víu gì, nhưng ông nhất định chờ để nói được lời cảm ơn với anh, nếu không không về. Bệnh nhân bệnh cũng mệt, bệnh nhân khỏe cũng mệt. Ông đang ở đâu? Ông và bà muội đang chờ ở đầu hành lang khoa ngoại. Anh đi trước. Được mà, đi trước nha. Các vị cứ đi, tôi xin lỗi vì có việc đột xuất với bệnh nhân. Đi ngay thôi, thành ra cô cũng bị phiền. Anh cứ lại với ông Hán, em có việc gấp phải đi ngay.
Em xin lỗi, vì có chuyện đột xuất. Em khỏi với Thanh Minh. Cuối cùng, mình anh ngồi đây với hai dĩa cơm, chứ không phải em. Em xin lỗi anh rồi mà, em đói quá. Ăn đi anh. Em ăn đi. Anh chờ ăn trái hẹn đủ no rồi. Giả lại sắp hết giờ nghỉ trưa, anh về kịp giờ làm việc. Xin lỗi nha. Bác sĩ ân nhân kia rồi. Trăm lại ân nhân, ngàn lại ân nhân. Kìa, xin ông hãy đứng lên. Thời buổi này cảm ơn nhau như vậy coi sao được. Nào, chúng ta cùng ngồi lên đây nói chuyện đàng hoàng. Tôi đã đi khắp nơi, đã không dám tin. Mai nhờ ân nhân cứu mạng, Lý Hán tôi như gặp được thần Phật. Xin ân nhân cho tôi lại 10 lại. Xin ông đừng làm như vậy. Con ăn ngoan đi, rồi má về má mua quà. Má con về, có khi con ngủ rồi ở ngoài. Chào chú Hùng, ba con chưa về. Chú biết ba con chưa về rồi. Con cất cái này đi. Con chịu thôi. Chú chờ ba con về, chú đưa. Chứ ba con dặn. Chuyện gì vậy? Ủa, chú Hùng vào nhà uống miếng nước đã, anh Thanh chưa về. Có chuyện gì chú nói với má con. Con chào chú. Có chuyện gì đâu chị. Có chai rượu bệnh nhân người ta tặng em, em tặng lại anh. Thỉnh thoảng có khách mang ra uống cho vui. Chú cho thì tôi nhận và cảm ơn chú. Nhưng nói với ảnh thì phải lái đi, chứ dính dáng tới quà cáp bệnh viện thì một trái táo anh cũng không nhận. Em biết tánh anh mà. Cảm ơn hai cô chú nha. Em về nghe chị. Má nhận hả má? Chú Hùng biếu sao không nhận? Nhưng chồng chị có uống rượu đâu mà nhận của người ta. Lần trước cũng thứ này, người ta đem biếu. Nhà con không uống, con đem ra cửa hàng để lại. Người ta trả 800 ngàn, gần 2 tháng lương của con đó má. Có tem đàng hoàng, chắc là rượu thật. Cái này lại mặn quá. Anh Hùng về rồi đó. Em tạm lánh vào trong bếp cho anh bất ngờ. Dạ. Nhà có người, bà đặt chốt cửa làm gì? Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ không được hay sao? Ngày gì mà bài vẽ tùm lum thế này? Anh đoán thử đi. Cô định mừng cái giấy phép mở phòng mạch hả? Phòng mạch đã khai trương đâu mà mừng. Hôm nay chúng ta mừng có cô em kết nghĩa. Anh đoán ra ai không? Tất cả những thứ này là do cô ấy mang đến. Chứ chúng ta có bao giờ dám sờ sang như vậy? Em chào ông anh, em mong ông anh không bị bất ngờ. Chị đang diễn trò gì thế? Làm sao chị biết nhà tôi ở đây? Kìa chị. Em mời qua về đó. Hai chị em trò chuyện với nhau ở bệnh viện. Em thấy qua có tình với bạn, có hiếu với cha. Em thấy hợp nên chúng tôi kết nghĩa chị em. Qua tươi tắn, sang trọng như vậy, nhưng đời riêng cũng bi kịch và đáng thương lắm anh ạ.
Ba ơi, cô Hoa nói chiều nào cũng tặng cho con một cái đùi gà hamburger. Con thích cô Hoa lắm. Ra khỏi đây ngay. Tôi yêu cầu cô ra khỏi ngay với tất cả những thứ cô mang đến. Thật sống sượng hết chỗ nói. Em vô tư thiện chí mà bác sĩ nghĩ em như vậy. Thật quan cho em quá. Kìa, chị nói giùm em đi. Chị Hai. Xin anh bớt giận. Nếu nói lỗi thì lỗi do em. Em thấy Hoa sống tình cảm nên đã mời về nhà mình. Hoa nói sẽ cho chúng ta mượn chút ít để đầu tư vào phòng mạch anh à. Cô bán tôi rẻ thế sao? Còn cô cũng tính mua tôi rẻ thế sao? Cô hứa rót cho phòng mạch 100 cây vàng, tôi cũng mời cô ra khỏi cửa. Mời cô. Trường con chủ nhật này tổ chức học sinh đăng ký đi Vũng Tàu 2 ngày. Con đăng ký được không má? Đi lại là tiền. Thôi, ráng nhịn đi con à. Hồi chiều, má có nghe cô Kiều nói đã xin được giấy phép mở phòng mạch tư cho chú Hùng. Như vậy là tình hình có thoáng hơn. Nếu ba con thay đổi quan điểm, chịu mở phòng mạch tư, thì lúc đó con tha hồ muốn đi đâu thì đi, muốn đóng thứ tiền gì ở trường cũng không phải đắn đắn đo đo, lo là ba má không đồng ý. Anh có cái hay là luôn nghĩ tốt về người khác, nhưng anh cũng cần thấy rằng có những người tốt vẫn có thể xấu vào lúc nào đó. Chắc nhà anh có khách. Chắc là khách cậu Hùng. Điều cô vừa nói là chuyện đường đời. Mà đường đời tôi dài hơn cô khá nhiều. Tôi hiểu cậu Hùng. Thôi, từ nay không nói đến chuyện này nữa. Anh muốn vậy em sẽ không nhắc. Nhưng nếu anh coi thường, em sợ sẽ đến lúc anh phải ân hận. Cứ đợi xem trong chúng ta ai đúng. Ba về. À má về, con không ăn nữa đâu. Con chờ ngoại, chờ bác con về. Vừa thấy má quên cả ăn, bỏ về liền là không được đâu nghe. Không ăn hết chén cơm, từ mai đừng sang nhà ngoại nữa nghe không. Cô Anh, cô ngồi ăn luôn cho vui. Chứ giờ này về nhà lại lui cui nấu cơm thì mệt lắm. Cơm nhà tôi cũng cơm rau cơm muối không mà. Con chiều nào cũng ăn trực nhà bác. Giờ đến lượt mẹ. Em cảm ơn chị, nhưng để cho em hôm khác nha. Ừ, má ở đây ăn, con mới ăn hết chén của con. Cô với bên này, hai nhà như một, khách sáo làm gì? Kim, con vô lấy chén đũa cho cô đi. Tí nị nè, con vô bàn để cho má ngồi. Tiện bữa, cô ngồi ăn luôn. Cứ như vậy, chắc hai mẹ con em dám gửi tiền gửi gạo qua bên này ăn cơm tháng luôn. Mời cô. Ở bên này có bà, có con Kim, tôi thì lại đến trường có một buổi. Nhà thường xuyên có người, bởi vậy đến bữa có cơm nóng mà ăn. Chứ ai như mẹ con cô, toàn bữa chạy theo người. Con thì ăn cơm ở trường, mẹ thì ăn ở bệnh viện là chính. Cơm nhà chỉ là bữa phụ, riết rồi cái nhà trở thành nhà trọ. Chị nói em hay nói anh Thanh vậy? Thì nói anh Thanh nhà này cũng đâu có sai. Bữa nay về được giờ này là hiếm lắm đó. Cô ăn cơm đi. Dạ. Má à, cơm nhà ngoại chỉ có rau, trứng với cá, không có thịt như nhà mình đâu má. Tôi rất ghét cái trò em nuôi chị nuôi bày đặt kết nghĩa này nọ. Nghề thầy thuốc chúng tôi và dân buôn bán các chị khoảng cách xa lắm, không gần nhau được đâu. Chị dọn hết tất cả các thứ này về đi, đừng để tôi nói thêm nữa. Chị nói giùm em đi chị Kiều. Chị chứng giám em và chị đến với nhau hoàn toàn là tình nghĩa, không ai lợi dụng ai.
Em quỳ xuống chân để xin anh có được không? Cứ cho việc em và Hoa kết nghĩa, có điều gì làm anh bất ý. Nhưng chuyện đã rồi, xin anh cho chúng em từ từ tính với nhau. Nếu thấy không hợp, không cần anh nói, chúng em cũng chia tay. Chứ xử sự cạn tàu ráo máng như bây giờ, em còn mặt mũi nào? Bây giờ chị chọn đi. Chị và cô Kiều tiếp tục quan hệ với nhau, ngay ngày mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho ông già chị. Còn nếu chị thu dọn đi tất cả các thứ, chấm dứt kết nghĩa, ông già chị sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện. Chọn đi. Sao anh nở ác vậy? Ngay cả cô, nếu muốn cũng có thể đi luôn khỏi nhà. Em biết em dại rồi. Tất cả vì em muốn được tốt với gia đình bác sĩ, để có dịp trả ơn bác sĩ đã cứu sống ba em. Giờ bác sĩ đã nói như thế, em xin dọn hết đi ngay. Nếu biết mình ngu dại như thế này, em sẽ không bao giờ như hôm nay. Ngủ cho em nha chị Kiều. Chị lấy giùm em cái túi. Cảm ơn. Ok. Nhà có khăn, để chị lau. Em không nên dùng khăn của em vào chuyện này. Chị cứ để mặc em, thể diện em không tiếc, tiếc gì cái khăn. Cấp cứu, khoan ngoại cấp cứu. Cấp cứu đói hả? Ngồi đây ăn luôn với bác nè. Ủa, ba má con về lâu lắm rồi mà Hưng. Bác sang ngay nhà con đi. Ba con đang đuổi cô bệnh nhân, cổ khóc to lắm á. Bác mà không sang, cổ về là con hết ăn đùi gà. Anh qua bển coi có chuyện gì. Rồi, bác sang cấp cứu luôn đây. Để em cùng sang. Cấp cứu, khoan ngoại cấp cứu. Xin bác sĩ bỏ lỗi ngu dại cho em. Em chào chị. Chị em mình không thành chị em được. Từ nay coi nhau là bạn bè, được không chị? Cô ơi cô đừng đi. Bác ơi, cô ấy đây nè. Cô ơi cô đừng đi. Có bác Thanh của cháu đến rồi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu anh chị. À, có bác sĩ Quanh nữa à? Có cô em họ tới chơi, đã nằng nặc đòi về. Em đang tìm cách giữ cô ở lại đó chứ. Tại em bận chuyện nhà. Em chào hai bác sĩ. Chào chị Hoa. Chào chị. Dạ, em tới cảm ơn bác sĩ Hùng đã cứu sống ba em. Cô ơi cô đừng đi nha cô. Mời anh chị và cô Quanh vào ngồi chơi uống nước. Hoa, ngồi chơi một chút rồi hãy về. Hoa là cô em họ bên dì em. Hôm nay anh Hùng mới biết. Vậy mà thằng Hưng chạy sang nhà, kêu cấp cứu ầm ĩ. Không cần phải nước nôi gì đâu. Chúng tôi còn đang ăn dở bữa cơm. Chúng tôi về đây. Chào cô Hoa. Để hàng xóm giùm ngó kỳ lắm. Em vào ngồi một chút rồi hãy đi. Thôi, để hôm khác em ghé thăm chị. Về vụ đùi gà chiên, cô sẽ đặt sẵn ở nhà hàng. Chiều nào họ cũng mang tới cho con ăn. Con chịu không? Con cảm ơn cô. Để dành ăn quà sáng, không phải xin tiền ba má. Mồm miệng đâu cảm ơn cô đi con. Con cảm ơn cô Hoa nhiều.
Em chào anh, chị. Em thông cảm, nhiều khi bực tức ở đâu, về nhà đụng chuyện gì không đáng, anh cũng lên cơn quá đáng. Nhưng vừa rồi chịu ngồi yên là có chuyện đó. Em hiểu mà, chỉ cần chị thương là em dẫn đến nhà chơi, anh đuổi nữa em dẫn đến. Em về nghe chị. Tạm biệt, em cứ đến nha. Dạ. Alo. Anh Thắng đây. Anh còn gọi làm gì nữa? Tốt nhất hãy quên em đi. Anh xin lỗi chuyện lúc trưa. Phải chờ lâu quá, anh đã cư xử không phải với em. Anh thành thật xin lỗi em. Đừng đến nữa. Chúng ta chỉ làm khổ nhau thôi. Tạm biệt. Ai gọi là má buồn vậy má? Không có ai cả. Tai nạn giao thông, đứa con bị gãy chân, người mẹ gãy tay, nội tạng bình thường. Chị nhận cho em về luôn nha. Em làm cái gì vậy? Đưa bệnh nhân về, phải làm những gì? Em không biết à? Làm sao em không biết? Nhưng đêm nay em có ca trực đâu. Lúc chiều đã dắt xe ra về, tự nhiên có điện kêu cấp cứu. Em cất xe đi liền, tưởng nhanh, ngờ đâu đến giờ vẫn chưa xong. Trong khi em trót hẹn chuyện ở nhà rồi. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện nhà thì dẹp. Cả bệnh viện này, chỉ có mình em có chuyện nhà thôi chắc. Chị ơi, em việc nhà, nhưng là việc riêng. Nói thiệt đi, trót hẹn với chàng nào rồi phải không? Thực ra là anh Tạo hẹn em. Hai đứa như mặt trăng mặt trời, bài đặt hẹn nhau để cãi lộn chắc. Phần em bác sĩ thực tập, không thích cũng phải đến, chị ơi. Vậy thì đi lẹ lên, không có lại giật. Em cảm ơn chị nhiều.